Điểm tin lề trái số 4, ngày 24 tháng 6 năm 2018. Biểu tình nữa, biểu tình mãi. Chào các bạn, đây là chương trình Điểm tin lề trái số 4, phát sóng vào ngày Chủ nhật 24 tháng 6 năm 2018. Như thông lệ từ tuần trước, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái hot nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý. Sóng truyền thông số 1, giả vờ chống Trung Quốc để chống Cộng. Trong tuần qua, nhiều hội đoàn và cá nhân chống Cộng đã đồng loạt tuyên truyền rằng nhà nước Việt Nam xây dựng dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng theo ý Trung Quốc, đàn áp biểu tình theo ý Trung Quốc. Chẳng hạn trên đài RFA, Nguyễn An Dân và Phạm Chí Dũng đã tung tin đồn rằng việc thành lập đặc khu Vân Đồn là một phần trong kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc, được thực hiện bằng 1,8 tỷ đô la vay của Trung Quốc và làm tăng sự hiện diện chính trị quân sự của Trung Quốc ở Việt Nam. Phạm Chí Dũng cũng viết rằng các đặc khu kinh tế rất nguy hiểm vì chúng có thể trở thành nơi đặt xưởng sản xuất vũ khí và rửa tiền. Chúng ta có lý do chính đáng để lo ngại về những nguy cơ từ đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, lo ngại này nên xuất phát từ những thông tin chính xác, đầy đủ, khách quan và đã được kiểm chứng, chứ không phải từ những tin đồn gây hoang mang mà các nhóm chính trị tung ra. Trong khi đó, nếu đọc kỹ bài của Phạm Chí Dũng, ta sẽ thấy ông Dũng chỉ nghi ngờ rằng đặc khu Vân Đồn được xây bằng vốn của Trung Quốc, chứ không đưa ra bất cứ một bằng chứng nào để khẳng định chuyện này. Như vậy, ông Dũng và RFA không hề đưa ra tin tức đã được kiểm chứng, mà chỉ dồn dập tung ra những nghi ngờ vô căn cứ để định hướng dư luận, gây hoang mang dư luận. Dù ông Dũng là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, còn RFA là một đài phát thanh được Mỹ tài trợ, nhưng cả hai đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc nghiệp vụ báo chí. Một người tung tin đồn khác là tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Vì ông Giao là viện trưởng của một viện trực thuộc VUSTA, có thể nói ông có liên hệ với các nhân vật quen thuộc của viện này như Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan và Chu Hảo. Trong tuần qua, ông Giao đã trả lời các báo nước ngoài rằng luật an ninh mạng sẽ khiến Facebook và Google rút khỏi Việt Nam, khi các công ty tương tự của Trung Quốc được du nhập vào để thay thế Facebook và Google, cư dân mạng Việt Nam sẽ lệ thuộc vào Trung Quốc. Dù Hoàng Ngọc Giao là một nhà khoa học, nhưng ông đang vi phạm các nguyên tắc khoa học khi định hướng dư luận bằng một phỏng đoán vô căn cứ như vậy. Thứ nhất, vì Facebook và Google đã đặt máy chủ ở Việt Nam từ năm 2014. Sóng truyền thông số 2, biểu tình nữa, biểu tình mãi. Như các bản tin trước đã đề cập, ngày 23 tháng 5 năm 2018, Quốc hội Việt Nam bắt đầu thảo luận về dự án luật đặc khu kinh tế mới trước khi bỏ phiếu thông qua vào cuối kỳ họp. Dự luật quy định rằng nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận, nhà đầu tư nước ngoài có thể thuê đất ở đặc khu kinh tế với thời hạn 99 năm thay vì chỉ 70 năm như luật hiện nay. Ngày sau đó, nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội đã đồng loạt phản đối dự luật vì cho rằng mô hình đặc khu không những không đem lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng mà còn tạo ra nhiều nguy cơ an ninh. Đáp lại, Quốc hội đã lùi thời hạn bỏ phiếu thông qua dự luật đặc khu để có thời gian chỉnh sửa những điều khoản gây tranh cãi. Đây là một sự kiện đáng mừng vì nó cho thấy Quốc hội Việt Nam đang hoạt động theo cơ chế dân chủ. Người dân Việt Nam hoàn toàn có thể tác động đến chính sách thông qua Quốc hội, qua các cơ quan báo chí và qua các diễn đàn khoa học chuyên môn. Tuy nhiên, nhiều tổ chức chống cộng đang lợi dụng các diễn biến này cho mục đích chính trị của riêng mình. Một mặt họ mượn dự luật đặc khu kinh tế mới để tuyên truyền rằng các đại biểu Quốc hội Việt Nam đang bán nước cho Trung Quốc. Mặt khác, họ định phát động các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược mà họ đã nhiều lần tổ chức từ năm 2011 cho đến nay. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Bình Thuận đã bùng phát thành bạo động, khiến 8 xe ô tô bị đốt, 3 cơ quan nhà nước bị phá hủy, 28 cảnh sát cùng nhiều dân thường bị thương và quốc lộ 1A bị tắc trong một ngày rưỡi. Để chấm dứt bạo động, cảnh sát đã buộc phải bắt giữ 102 đối tượng quá khích, trong đó có nhiều thanh thiếu niên. Những con số trên đều là thiệt hại của xã hội Việt Nam, chứ không phải của quân đội Trung Quốc. Trong 3 bản tin trước, chúng tôi đã chỉ ra các nhóm chống cộng chịu trách nhiệm về vụ việc này. Cụ thể, nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự đứng đằng sau toàn bộ chiến dịch, nhóm Đồ Thành Sài Gòn phát động biểu tình và nhóm Luật Khoa Tạp chí mượn vụ việc để phát động phong trào phản đối các dự luật nhằm xây dựng phong trào chống cộng theo hướng đấu tranh nghị trường công khai.
Mời các bạn xem 3 bản tin trước để nắm được những thông tin này. Còn bây giờ, chúng tôi xin cập nhật những diễn biến mới nhất. Sau cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6, các tổ chức chống cộng chủ mưu đã lập thêm hai trang Facebook để thu thập những người tham gia biểu tình và móc nối họ. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày thứ Sáu, 15 tháng 6 năm 2018, một số người đứng đầu diễn đàn xã hội dân sự đã thành lập nhóm trí thức Lão Mà Chưa An. Theo lời giới thiệu trên trang Facebook của nhóm, thì nhóm này bao gồm thạc sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà thơ Hoàng Hưng, linh mục Giêsu Maria Lê Quốc Thăng, phó giáo sư Hoàng Dũng, giáo sư Nguyễn Huệ Chi và phó giáo sư Mạc Văn Trang. Nhóm này tự xưng là các bô lão và liên tục ra tuyên bố để góp ý về các chính sách của nhà nước Việt Nam. Từ thời điểm đó đến nay, nhóm Lão Mà Chưa An đã ra tuyên bố về dự luật đặc khu kinh tế, luật an ninh mạng và việc xử lý biểu tình trong ngày 17 tháng 6 năm 2018. Cũng trong ngày 15 tháng 6, vào khoảng 21 giờ 40, một nhóm thanh niên đã lập trang nhật ký biểu tình. Trang này có 3 admin, ký tên là LAC, LEO và HANN. Vì từ ngày 16 tháng 6 đến nay, Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Vy Yên liên tục dùng Facebook cá nhân để quảng bá cho trang này. Có thể ba người này tham gia hoặc có phối hợp với nhóm admin nhật ký biểu tình. Nếu giả thuyết này đúng, thì hai trang Lão Mà Chưa An và nhật ký biểu tình chỉ là loa phóng thanh của diễn đàn xã hội dân sự và luật khoa tạp chí. Khi mới ra mắt, trang nhật ký biểu tình chỉ đăng các ảnh biểu tình đẹp mà họ tìm được. Tuy nhiên, từ ngày thứ Bảy, 16 tháng 6, họ bắt đầu đăng một loạt các bài hướng dẫn những điều cần lưu ý khi đi biểu tình, khi làm việc với cơ quan an ninh. Sau đó họ kêu gọi cộng đồng mạng gửi tin tức của những người biểu tình, như việc những ai đang bị bắt, bị đánh, được thả, để họ đăng và liên tục cập nhật lên trang. Nhóm admin cũng liên lạc với gia đình những người bị bắt, giúp người bị bắt tìm luật sư và kêu gọi cộng đồng mạng gọi điện thoại đến đồn công an để đòi thả người bị bắt. Ngoài ra, họ cũng đăng công khai link Facebook của những người biểu tình bị bắt để độc giả tiện kết bạn, móc nối, tạo cộng đồng. Từ ngày 18 tháng 6 năm 2018, hai trang Lão Mà Chưa An và nhật ký biểu tình bắt đầu phối hợp với nhau trong việc thu thập, móc nối và hỗ trợ người biểu tình. Hai nhóm này cam kết hỗ trợ chi phí thuốc men, khám chữa bệnh cho người bị đánh, hỗ trợ luật sư cho người bị bắt, hỗ trợ tiền cho gia đình người bị khởi tố. Tiền quyên góp để làm những việc trên được gửi đến tài khoản của ông Nguyễn Quang A hoặc của quỹ lương tâm do ông Quang A quản lý. Cùng lúc đó, trang nhật ký biểu tình liên tục đăng lời kể của người bị bắt về những việc xảy ra trong đồn công an. Theo các bài đăng này, thì cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh đã chia những người bị bắt ra làm hai nhóm để hỏi cung trong hai phòng riêng biệt. Nhóm 1 gồm những người biểu tình tự phát, chỉ thuần túy chống Trung Quốc và có thái độ hợp tác, thì được lấy lời khai một cách lịch sự và đúng quy trình. Còn nhóm 2 gồm những người thường xuyên biểu tình, tham gia các tổ chức chống cộng hoặc không hợp tác khi lấy lời khai thì có thể bị đánh mắng. Một bài viết cũng khẳng định rằng cảnh sát không đánh phụ nữ mà chỉ mạnh tay với các nghi phạm nam. Như vậy, các bài viết trên trang nhật ký biểu tình đã phủ nhận cáo buộc của nhà chống cộng Phạm Đoan Trang rằng cảnh sát bắt người vô cớ và tra tấn dã man bất cứ ai mà họ bắt. Sau vụ việc này, nhiều tổ chức chống cộng đã tuyên truyền rằng cảnh sát Việt Nam đang bắt người vô cớ và có hành vi tra tấn, ép cung. Chúng tôi cho rằng họ đã đưa ra các cáo buộc này một cách thiếu thận trọng. Trước hết, không thể nói rằng cảnh sát Việt Nam đang bắt người vô cớ. Cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 đã bùng phát thành bạo động ở Bình Thuận, khiến quốc lộ 1A bị tắc trong một ngày rưỡi, 8 xe ô tô bị đốt, 3 cơ quan nhà nước bị phá hủy và 28 cảnh sát cùng nhiều người dân bị thương. Ngay sau cuộc bạo động đó, Đảng Khủng bố Việt Tân đã kêu gọi biểu tình để làm tắc đường nhằm tạo hỗn loạn trong xã hội Việt Nam. Cả hai diễn biến này đều đe dọa sức khỏe và mạng sống của người dân, đe dọa an ninh, trật tự của xã hội. Luật tố tụng hình sự của mỗi quốc gia đều khẳng định rằng trong những tình huống khẩn cấp như vậy, nhân viên cảnh sát có quyền bắt tạm giữ các nghi phạm để xác định danh tính và lấy lời khai phục vụ điều tra. Như vậy, khi bắt những người có dấu hiệu tham gia biểu tình hoặc quay phim, chụp ảnh để kêu gọi biểu tình trong ngày 17 tháng 6 vừa qua, cảnh sát Việt Nam đã tuân thủ đúng các nguyên tắc nghiệp vụ. Tuy nhiên, nếu cảnh sát từ chối cho nghi phạm gặp luật sư hoặc đánh nghi phạm khi lấy lời khai, thì quả thực họ đã vi phạm Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong trường hợp này, người bị đánh có thể mời luật sư để kiện cảnh sát, nhưng trong quá trình kiện tụng, người bị đánh phải cung cấp đầy đủ các bằng chứng thông tin cần thiết mà tòa yêu cầu. Nếu người bị đánh vẫn từ chối hợp tác với pháp luật,
từ chối cung cấp thông tin thì pháp luật không giúp được họ và khả năng thua kiện là rất lớn. Hiện nay, nhóm nhật ký biểu tình đang phát động chiến dịch truyền thông để ca ngợi biểu tình và bôi xấu chế độ. Nhìn chung, các bài viết trong chiến dịch này đều mang tính kể lể, tâm sự nhằm mô tả đoàn biểu tình như những người trẻ, ôn hòa, có học, yêu nước, giàu lý tưởng, là nạn nhân đáng thương cần được bảo vệ và biết yêu thương đùm bọc nhau. Ngược lại, bài mô tả về cơ quan công quyền như những người vi phạm pháp luật, cấm cản tự do, phản bội tổ quốc và áp bức nhân dân. Một cộng tác viên của trang nhật ký biểu tình còn cài hoa hồng lên các nhà, lên các hàng rào, dây thép gai, rồi chụp ảnh để làm hình minh họa cho các thông điệp đó. Tuy nhiên, qua quan sát, chúng tôi thấy chiến dịch truyền thông ca ngợi biểu tình có nhiều điểm mâu thuẫn. Thứ nhất, mọi bài viết trong chiến dịch đều kể lể dài dòng về chuyện người biểu tình bị bắt, bị đánh, bị đuổi khỏi chỗ làm hoặc nhà trọ để tận dụng tâm lý thương hại của người dân. Nhưng cùng lúc đó, chiến dịch cũng mô tả người biểu tình như những người anh hùng cực kỳ dũng cảm, sẵn sàng chết vì tổ quốc. Chúng tôi tin rằng những người anh hùng như vậy sẽ không lên mạng kêu cứu mỗi lần bị mời lên đồn hoặc bị công an bạt tai. Vì vậy, có lẽ lòng dũng cảm của người biểu tình đã bị chiến dịch truyền thông phóng đại. Thứ hai, các tác giả khẳng định rằng họ chỉ đi biểu tình để phản đối dự luật đặc khu kinh tế, chứ không hề lật đổ nhà nước hay làm hại ai. Đây là những lời nói dối, vì họ biểu tình sau khi Quốc hội đã thông báo sẽ sửa dự luật. Họ không biểu tình để phản đối dự luật, vì họ tiếp tục biểu tình sau khi nổ ra bạo động. Có thể nói đạt để đạt được mục đích, họ đang bất chấp tất cả các hậu quả có thể xảy ra đến với người dân. Vì họ tiếp tục biểu tình khi Việt Tân đang kêu gọi tuần hành, gây tắc đường để lật đổ chế độ, ta có lý do để nghi ngờ rằng họ có cùng mục đích với Việt Tân. Như vậy, người biểu tình đang nói dối về động cơ của mình để giả làm những người nạn nhân vô tội nhằm câu kéo sự thương hại của độc giả. Đây không phải là lần đầu tiên các tổ chức chống cộng thu thập, móc nối những người biểu tình để xây dựng một phong trào biểu tình kéo dài. Trước đây, họ từng tận dụng các cuộc biểu tình hệ vào mùa hè năm 2011 để xây dựng nhóm biểu tình No Jill với các hoạt động tương tự nhóm lão mà chưa an và nhóm nhật ký biểu tình hiện tại. Ông Nguyễn Xuân Diện, một số thân sĩ thân Nguyễn Quang Nga đã nắm rõ vai trò quan trọng của nhóm NU này. Về sau, đa số thành viên của nhóm NU đã trở thành những người làm nghề biểu tình chuyên nghiệp, sống bằng tiền tài trợ cho biểu tình từ các tổ chức hải ngoại. Họ cũng gây ra nhiều vụ bê bối tiền bạc nổi tiếng như vụ Mai Xuân Dũng ăn bớt gần 54 triệu đồng tiền cứu trợ lũ lụt ở miền Trung. Sau những diễn biến này, nhiều dư luận viên đã bình luận rằng phong trào biểu tình kéo dài năm 2011 không những không đổi được Trung Quốc ra khỏi Biển Đông, mà còn tạo ra một tập thể ăn bám xã hội và làm những người tham gia nó bị thụt lùi về mặt nhân cách. Phong trào biểu tình kéo dài mà ông Nguyễn Quang A đang xây dựng sẽ đuổi được Trung Quốc ra khỏi Biển Đông hay sẽ đi vào vết xe đổ của phong trào năm 2011? Ta hãy để thời gian trả lời câu đó. Sóng truyền thông số 3, xây dựng phong trào phản đối các dự luật. Như bản tin tuần trước đã đưa, từ cuối tháng 5 đến nay, Diễn đàn Xã hội Dân sự đã liên tục phát động phong trào phản đối các dự luật đặc khu kinh tế, phản đối luật an ninh mạng và đòi luật biểu tình. Nhân cơ hội đó, ngày 6 tháng 6 năm 2018, luật khoa tạp chí đã phát động phong trào phản đối các dự luật. Người tham gia phong trào này sẽ phản đối các dự luật bằng 4 hình thức là gửi thư, gọi điện, bêu tên, biểu tình. Ngày 12 tháng 6 năm 2018, luật khoa phát động chiến dịch công khai phiếu bầu, trong đó họ sẽ gọi điện thoại cho từng đại biểu quốc hội hỏi xem các đại biểu bỏ phiếu gì cho từng dự luật rồi công khai kết quả trên mạng để bêu tên. Trong tuần qua, Nguyễn Vy Yên và Đinh Thảo thuộc nhóm Hate Channel đã đẩy mạnh quảng bá chiến dịch này và được nhiều người hưởng ứng. Chẳng hạn, một số dân khiếu kiện ở Dương Nội đã gọi điện cho 20 đại biểu quốc hội để hỏi họ đã bỏ phiếu thuận hay phiếu chống luật an ninh mạng và quay phim tường thuật trực tiếp quá trình gọi điện. Kết quả, trong 20 đại biểu nhận điện thoại thì có 17 người từ chối trả lời, hai người trả lời và một người nói không trả lời được câu hỏi. Dựa vào kết quả này, luật khoa tạp chí và các nhóm tham gia phong trào đang tuyên truyền rằng đại biểu Quốc hội Việt Nam không sẵn sàng trả lời câu hỏi của nhân dân, tức những người bầu ra họ. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy phong trào chất vấn các đại biểu Quốc hội của luật khoa tạp chí vừa có lý và vừa vô lý. Có lý vì đại biểu Quốc hội có trách nhiệm trả lời những người dân đã bầu cho họ. Vô lý vì luật khoa tạp chí và nhóm dân khiếu kiện ở Dương Nội không phải là những người dân này. Trịnh Hữu Long, người phát động chiến dịch công khai phiếu bầu, đang sống ở Đài Loan chứ không phải là cử tri trong nước. Trong khi đó, nhóm dân khiếu kiện Dương Nội lại là nhóm đã tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016 vừa qua. Họ đương nhiên không có tư cách đòi hỏi các đại biểu Quốc hội giải trình công việc. Khi định chất vấn các đại biểu Quốc hội, bạn cần lưu ý hai điều.
Một là bạn chỉ được chất vấn đại biểu địa phương của địa phương bạn đang sinh sống. Hai là trước khi chất vấn đại biểu quốc hội, bạn phải công nhận tính chính danh của Quốc hội Việt Nam và chế độ chính trị hiện tại của Việt Nam. Vì luật khoa tạp chí và nhóm dân khiếu kiện Dương Nội không tuân thủ hai điều này, các đại biểu quốc hội không có lý do gì để phải trả lời họ. Trong tuần qua, nhiều gương mặt chống cộng đã đồng loạt tung tin rằng luật an ninh mạng sẽ khiến Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế. Chẳng hạn, ông Nguyễn Quang Nga đã tung tin trên Facebook rằng luật an ninh mạng đang khiến các nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy khỏi Việt Nam, khiến thị trường chứng khoán Việt Nam mất 3,6 tỷ đô la trong một tuần. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn đài VOA, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu lại đưa ra một nhận định khác. Ông Hiếu cho rằng chứng khoán Việt Nam xuống dốc chủ yếu là do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. Trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các cường quốc khác làm tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư toàn cầu. Luật an ninh mạng cũng tác động đến quyết định của các nhà đầu tư tại Việt Nam, nhưng chỉ là nguyên nhân phụ. Cho đến lúc này, vẫn chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào lên tiếng về phản đối luật an ninh mạng của Việt Nam. Vì vậy, cách giải thích của ông Nguyễn Quang A thiếu thuyết phục hơn của ông Nguyễn Chí Hiếu. Và dù sao đi nữa, thực lực của một nền kinh tế nằm ở trình độ của nhân công, ở năng suất và chất lượng của sản phẩm của các doanh nghiệp, chứ không nằm ở những đồng tiền vốn mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể rút đi bất cứ lúc nào. Nếu không muốn phát triển kinh tế theo hướng thực chất và lâu bền, chúng ta không nên quá lo lắng về những biến động nhất thời trên thị trường chứng khoán. Cũng trong tuần qua, cây bút Đinh Duy của luật khoa tạp chí đã viết rằng luật an ninh mạng đã vi phạm cam kết của WTO. Ông Duy cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam ở WTO và thậm chí có thể khiến Việt Nam bị khởi kiện. Tuy nhiên, hiện WTO chưa có bất cứ phát ngôn nào về luật an ninh mạng mới của Việt Nam. Như vậy, lo ngại của ông Đinh Duy là không thực tế. Sóng truyền thông số 4, Nguyễn Văn Đài tên Anh sống mãi. Trong tuần qua, các tờ báo chống cộng và nước ngoài đã tăng cường đưa tin về sự hỗ trợ mà quốc tế dành cho Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Họ tập trung tường thuật chuyện Đức vận động thả Đài, trao giải thưởng nhân quyền cho Đài và việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tổ chức bảo vệ ký giả trao giải thưởng tự do báo chí 2018. Khi đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng này, các tờ báo chống cộng đang hướng đến ba mục đích. Một là xây dựng hình ảnh cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Hội Anh Em Dân Chủ. Hai là khiến các nhà chống cộng và gia đình tin rằng nước ngoài sẽ không bỏ rơi họ. Ba là tạo tính chính danh cho phong trào chống cộng nói chung. Nếu hướng tuyên truyền này thành công, họ có thể tạo đà để Nguyễn Văn Đài xây dựng lại Hội Anh Em Dân Chủ. Hiện nay, nhiều thành viên nòng cốt của Hội Anh Em Dân Chủ đang rất phai nhạt lý tưởng cụ thể. Khi ra tòa sơ thẩm vào ngày 5 tháng 4, Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn tự nhận là bà con của bà mẹ Việt Nam anh hùng, sinh trong gia đình có công với cách mạng và khóc lóc xin tòa giảm án. Ngay sau phiên xử, ông Đỗ Nam Trung, một thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ, cũng tố Phạm Văn Trội đã tham nhũng công quỹ và bán đứng anh em. Như vậy, sau khi Hội Anh Em Dân Chủ đổ vỡ về mặt lý tưởng, họ dùng quyền lợi để gắn kết các hội viên. Quyền lợi quan trọng nhất ở đây là quyền được đi nước ngoài tị nạn. Bất chấp thực tế đáng xấu hổ này, Đảng Việt Tân, nhà tài trợ chính cho Hội Anh Em Dân Chủ, vẫn đang cố tô vẽ Đài, Tôn và Trội thành những hình tượng anh hùng. Họ hứa hẹn nhiều hài kịch hấp dẫn hơn mà chúng ta sẽ được theo dõi trong thời gian tới. Chương trình điểm tin lề trái tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Nếu bạn hài lòng với chất lượng của bản tin này, xin đăng lại nó trên Facebook cá nhân của bạn. Xin cảm ơn.